Chúng ta bắt đầu vào phần thứ nhất, phần mà cô và Toriha sẽ cung cấp cho các con về vốn từ, đó là phần từ ngữ theo chủ điểm. Ở bài 1, các con sẽ tìm những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm. Con có thể thay thế để khi con sử dụng trong một văn cảnh nhất định mà từ của con không bị lặp đi lặp lại. Các con cùng theo dõi. Có một nhóm các từ đó là gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, tận tụy, tháo vát, thông minh, bạo gan và quả cảm. Những từ ngữ nào trong nhóm này là từ đồng nghĩa với từ dũng cảm? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Ta dễ dàng nhận ra từ đồng nghĩa với từ dũng cảm đó là từ gan dạ. Thân thiết, hòa thuận hay hiếu thảo không phải rồi. Từ tiếp theo đó là từ anh hùng, từ anh dũng. Chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần là chỉ định đức tính của học sinh. Vậy không phải. Ta lựa chọn từ can đảm, can trường. Can trường cũng có nghĩa là dũng cảm ở mức độ cao. Gan góc, gan lì đều là những từ đồng nghĩa với từ dũng cảm. Tận tụy, tháo vát hay thông minh là những từ để chỉ phẩm chất. Bạo gan và quả cảm mới là những từ đồng nghĩa với từ dũng cảm. Như vậy, ta đã tìm được thêm một nhóm từ đồng nghĩa với từ dũng cảm. Cô ghi lại các từ này nhé.